Bây giờ tôi xin phép đây, đây, nhá. Anh quay luôn, rồi. Anh quay luôn. Bây giờ tôi hỏi rõ đồng chí Vũ Tuấn nhá. Bây giờ giống như trong cái nhà của đồng chí, đúng không? Xe máy của đồng chí chạy trong nhà đồng chí. Vâng. Đồng chí tôi cho tôi kiểm tra em được không? Này nhá, đây đây là công trường đang thi công, em vào em kiểm tra thứ nhất là cái đang phương tiện của anh có đủ điều kiện. Tôi không ra ngoài đường. Nghe chưa? Tôi không ra ngoài đường, tôi hỏi anh Tuấn nhá, đúng không? Anh Vũ Anh Tuấn đúng rồi, không? Rồi, em Vũ Anh Tuấn. Đúng rồi, số hiệu quân nhân là bao nhiêu? 184159 đúng không? Vâng. Anh là công an huyện Thanh Ba đúng không? Ạ. Bây giờ anh vào công trường tôi làm gì? Em vào em kiểm tra xe có đủ điều kiện tham gia không? Anh đủ điều kiện vào đây kiểm tra không? Xe em không đủ điều kiện. Ai cho phép anh vào đây kiểm tra? Rồi. Đây đây là của anh đã. Anh, đây anh quay thẳng mặt em. Đây này. Nhìn đi. Được chưa? Tôi nói cho anh biết nhá, đây là công trường tôi đang thi công. Quay đi. Quay lại quay lại. Quay đi nhá để xong đừng để... đừng có như thế. Làm thế nào cũng được, anh gọi mời ai lên được nhá. Nói luôn cho anh biết đây là công trường tôi đang thi công nhá. Gọi đây. Nhá. Có cái gì đâu mà tung một số. Gọi ai cũng được. Gọi đây. Đây cứ quay thoải mái. Quay thoải mái. Đến đây tự nhiên lại đến đây để sinh sự. Em sinh sự gì? Ông đang đến sinh sự với tôi vì đây là công trường của tôi đang làm. Ông vào đây làm gì? Đúng không ạ? Em nói vậy nhá. Tôi duy nhất, là tôi chỉ thiếu mỗi cái biển là công trường đang thi công, không phải đường cấm vào. Đúng không? Ông thì ông vào đây làm gì? Tôi chưa làm mà tại sao ông lại vào đây làm gì? Ông lại đòi ông kiểm tra cái gì đây? Tôi đang tham gia giao thông, không tham gia giao thông. Tôi nói cho anh biết anh không khác gì trong cái nhà, đúng không? Tôi đang ở trong nhà tôi, cái xe của phương tiện của tôi muốn làm gì là của tôi. Thậm chí tôi sửa chữa là tôi có thể là nó hỏng hóc, tôi có thể sửa chữa. Rồi tôi muốn làm gì là việc của tôi. Anh xong vào anh bảo cho kiểm tra cái gì? Xe của anh đang thi công ở công trường này. Đang thi công chứ bây giờ công trường của tôi đang thi công thì tại sao anh vào đây anh đòi kiểm tra? Kiểm tra em bảo kiểm tra cái kiểm định an toàn của xe đủ điều kiện. Cái này là giám đốc tôi cầm. Nhá, anh cần gặp đấy, cần anh gặp. Mời giám đốc đây. Tôi không ở đây. Tôi làm cái gì vi phạm pháp luật mà anh bảo tôi phải mời. Các anh phải gặp giám đốc hoặc lãnh đạo của tôi các anh mới đủ điều kiện để nói việc kiểm tra. Còn tôi đang làm ở công trường, tôi làm cho tự nào của công ty. Anh là lái máy hay là như nào? Tôi là quản lý chỗ này. Vâng, ai lái máy xúc nhỉ? Tôi. Đấy, anh Kiêm là lái máy luôn. Tôi làm tất. Đấy, bây giờ yêu cầu anh cho kiểm tra các giấy tờ về. Các anh không đủ thẩm quyền để kiểm tra. Ở đây, trong phạm vi này. Đấy là anh nói thế thôi, tôi chắc chắn thẩm quyền. Đúng rồi, đấy là việc của anh. Anh nói với anh chứng minh cho thẩm quyền ở chỗ nào? Đấy, bây giờ tôi nhận được thông tin là các xe của anh không đủ điều kiện tham gia. Bây giờ anh căn cứ gì để không đủ điều kiện? Bây giờ thông tin được tôi nhận được và tôi kiểm tôi của thứ nhất nhá, đây là công trường tôi đang thi công đúng không? Thứ hai, của tôi không phải xe ăn trộm ăn cắp. Đúng không ạ? Tôi có tham gia ngoài đường đâu mà tôi gây tai nạn giao thông. Để mà anh kêu anh đây kiểm tra. Đây anh gọi xã thôi. Anh gọi ai được? Quay đây. Anh cứ quay thoải mái mà. Tôi phải quay chứ. Tôi phải quay để tôi chứng minh là cái này. Các anh vào đây là các anh cứ tưởng là các anh vào là công an, anh thích vào đâu cũng được à? Không, tôi đúng là tôi vào đây thì anh cứ quay thoải mái mà. Không, nhưng mà các anh không được phép vào công trường của tôi. Đúng không ạ? Tại sao tôi không được phép? Anh vào đây làm gì? Xe của anh đang vi phạm đây này. Tôi không làm gì vi phạm. Anh tên là gì nhỉ? Tôi anh cũng không cần biết tôi làm gì cả. Anh tên là gì nhỉ? Tôi là người vận hành những cái thiết bị ở đây. Anh có thể cung cấp tên của anh được không nhỉ? Không, tôi tại sao tôi phải cung cấp cho anh? Anh không hợp tác làm việc đúng không? Tôi đang hợp tác. Các anh tự nhiên các anh vào đây làm gì? Tôi cứ gọi xã chính quyền. Đó đi. Gọi xã. Mời ta. Mời ai ra được. Anh cứ quay đi mà em bên này. Tôi phải quay chứ. Tôi quay để chứng minh cho các anh, tự nhiên anh vào đây, các anh vào đây với ý đồ gì? Có cái thằng công trường làm rất kia vào kiểm tra máy. Thằng công trường. Đây, này, đứng lại. Tôi đề nghị đồng chí phải nói lại ai là thằng công trường. Thôi công trường đang tôi, làm, công này, đang làm ở dưới Đỗ Sơn đấy. Vũ Tuấn ạ, à, Vũ Anh Tuấn nữa. Tôi đề nghị anh phải phát biểu lại ai là thằng công trường. Tôi là một người nhân dân, một công rồi, công dân nhá. Nhá. Ai là thằng công trường. Tôi đề nghị anh nhắc lại ai là thằng công trường. Em bảo là công trường đang thi công ở đây. Tôi mới đang ghi. Anh ghi đi em bảo là ai là thằng công trường. Ai gọi anh là thằng. Ông vừa nói rõ ràng ông vừa nói với tôi là thằng công trường nhá. Không phải thằng nào trong công trường đâu. Quần áo đang mặc ấy là tôi phải đóng góp đấy. Ông đừng có tưởng nhá. Thằng nào là thằng công trường? Em chả bảo ai là thằng công trường à? Em nói công trường đang thi công thôi. Tôi mở đấy, anh tôi mở đi. Lại cho nghe. Anh mở đi em bảo là đâu. Ông cứ nói đi. Ông mời ai lên được. Nhá, mời đi. Được rồi. Mời đi.